Yêu nhân, xin chào yêu nhân đã trở về. Trời đất ơi, Thành. Dạ. Ủa sao bữa nay đi đâu ăn mặc bảnh tỏn vậy? Hôm nay không ra ngoài xưởng học nghề hả con? Chú Bảy nói vậy làm con buồn hả chú Bảy? Có gì buồn? Con nói thật sự chú Bảy, từ lúc con lên tới đây con cảm thấy nghề sửa xe không hợp với con. Không, nó đơn giản là tại vì nó rất là làm cho con bị dơ tay. Quần áo thì nó không được sạch sẽ. Cái nghề đó không hợp với con. Trời đất ơi, nếu con quyết định là con chọn một cái nghề khác sang sạch đẹp hơn. Con đã là đồng ý với chú Bảy là con dưới quê lên đây nhờ chú Bảy giới thiệu cho đi học nghề. Là bây giờ học hết phân nửa cái thời gian rồi, phân nửa đoạn đường rồi, còn phân nửa đoạn đường đó là thành nghề, có cái nghề để làm ăn với người ta rồi. Tự nhiên bây giờ bỏ ngang rồi ăn mặc như vậy là định chuyển nghề, định làm gì? Là đàn ông đúng không chú Bảy? À, mình phải có ước mơ và hoài bão. Cái hoài bão của con hiện tại giờ là cái gì? Là một ước mơ cao hơn, lớn hơn, lúc nào cũng lung linh và đẹp đẽ. Ước mơ cao hơn? Dạ. Định làm ông trời hả? Ước mơ gì? Ý là con sẽ làm một cái nghề khác. Nghề khác là cái gì nói coi? Dạ, cái nghề của con đang theo đuổi đó chính là nghề security. Nghề gì? Security. Ủa cái nghề gì, ai cho mày sợ gì mà làm cái nghề đó? Cái nghề của người ta là tiếng Anh nó sang thì chú Bảy đó. Security. Cái tiếng Việt á là thành cái nghề gì? Bảo vệ. Sang hơn nữa là kêu là vệ sĩ. Trời ơi, nghĩ sao làm vệ sĩ con? Làm vệ sĩ á là phải đi qua một cái khóa huấn luyện, thấy không? Người ta đào tạo cho mình rồi mình mới thành một vệ sĩ để bảo vệ yếu nhân được, chứ không phải là có cái tướng vậy rồi mặc cáo quét vô rồi mặc bộ đồ sang trọng rồi vô cái làm vệ sĩ là được đâu con. Ồ, con thấy trên TV dễ mà, chỉ cần mặc đồ đẹp nè, mình đi cho mình đi lúc nào mình cũng đi kế người mình bảo vệ đúng không? À, thơm tho sạch sẽ làm gì mình bảo vệ. Mình bảo vệ. Nó đơn giản không mà chú Bảy nói gì phải học một khóa này khóa kia. Không phải đơn giản như con nghĩ đâu, cũng phải biết võ nghệ nè, cũng phải lanh trí nè, phải đối phó những khi mà sự việc người ta tới nè, chứ không phải là như vậy. Còn mày á, hiền như cục đất, ù lì muốn chết luôn mà làm vệ sĩ cái gì? Thưa chú Bảy, con coi TV nay mười mấy năm rồi, bao nhiêu chiêu thức võ nghệ của vệ sĩ là con học được hết. Trời đất ơi, này, biết võ qua coi phim á hả? Dạ đúng luôn. Đâu biết được mấy món đâu đâu đâu, múa cho chú Bảy coi coi. Đó, đây là cây côn, đang cầm cây côn, ví dụ như vậy là đúng rồi, đúng không? Nhưng mà nếu mà con cầm cây côn là cái này. Dạ, con hạ chú Bảy chưa? Thấy chưa? Thấy chưa? Đó, thấy chưa? Ghê chưa? Món võ gì giống câu cá mà gì? Giống như quăng đồ cho cá ăn vậy? Côn của Lý Tiểu Long đó. Ông ơi, ông mơ mộng hảo huyền quá à. Nghe lời chú Bảy đi, đi học nghề sửa xe đi, có cái nghề làm ăn với người ta. Vệ sĩ cái gì mà vệ sĩ không biết nữa. Cái con quyết định là con học vệ sĩ nghe chú Bảy, không có sửa xe nữa. Học vệ sĩ? Dạ. Con nghĩ sao mà con định chuyển qua con làm nghề vệ sĩ? Nó đơn giản là cái gì? Là mình quách. Quách đẹp, quên mặt với đời. Quách quên mặt với đời. Chính xác. Tướng của con vô làm 7-3 21 ngày và người ta cho con vô quách liền. Quách cái gì mà quách? Nói chung là trước là như vậy, còn sau là cái quan trọng nè. Ừ, là để bảo vệ chú Bảy. Ủa, chú Bảy có gì đâu phải bảo vệ. Trời ơi, chú Bảy nói sao vậy? Chú Bảy là làm cái nghề mà nó giao dịch, lúc nào chú Bảy cũng tiền ra tiền vô, tiền ra tiền vô. Thì đúng rồi, bán ba cái sản phẩm nông nghiệp thì phải có tiền ra tiền vô. Đó, chính là phải cần tới con. Ừ, để lỡ một ngày nào đó dù mà có người nào lại cướp đồ của chú Bảy thì sao? Có con. Thằng Thành vệ sĩ đó bảo vệ chú Bảy. Bây giờ con là nhất định đi theo cái nghề vệ sĩ đúng không? Dạ. Trời ơi, 3-4 ngày nay cứ tập vậy hoài hả? Sao không đi học nghề đi? Học nghề sửa xe đi con. Nói chú Bảy rồi, con đã quyết chí rồi. Con đang tu luyện nội công cho cơ thể của con. Trời ơi, con đam mê cái nghề vệ sĩ đến nỗi mà nhịn ăn, nhịn uống ra ngoài này tập 3-4 ngày liên tục vậy đó hả? Thì nói chung là mình phải có đam mê, mình có hoài bão. Con muốn thực hiện điều đó thì con phải tập luyện chú Bảy. Rồi, chú Bảy nói mà. Không ra có tiến bộ được chút nào không? Dạ rồi, được rồi. Rồi, có tiến bộ đúng không? Dạ có. Thôi giờ như vậy,
Sao chú Bảy? Bây giờ chú Bảy đi ra ngân hàng giao dịch tiền cho người ta ha, số lượng tiền nó cũng nhiều ha. À, thì ấy thôi giờ để cho con thực hành luôn. À, đi theo bảo vệ chú Bảy được không? Được chứ chú Bảy. Đây ừ, là bây giờ là lúc chú Bảy thấy thằng Thành cháu của chú Bảy nó lớn khôn nè. À, nó đi theo đúng con đường nó đã chọn nè. Dạ. Yeah, mời chú Bảy. Rồi giờ đi theo chú luôn đúng không? Ê, khoan. Alo, tất cả anh em đều vị trí, tuyệt mật không để xảy ra bất cứ điều gì tại đây. Ủa, vị trí. Rồi, ok. Rồi rồi. Ủa, chú thấy con mình con có gọi giọng gì á? TV người ta làm vậy đó, mình phải làm cho nó ngầu, nó ách. Ờ, ừ. Con mời chú Bảy. Cái gì vậy? Cái gì con? An toàn đi chú Bảy, lên chú Bảy. Ê, bên này chưa? Thôi mày cấm tao luôn đi. Tao chắc hắn. Nó lấy cái cơm mạnh quá. Con đi qua đây con coi cái này cũng hiểm không? Ừ, an toàn. Rồi, an toàn luôn rồi. Đi chú Bảy, đi. Trời ơi, vệ sĩ gì mà ho giống như ho lao vậy con? Đâu có đâu à, chú Bảy. Ừ? Đâu có sao đâu chú Bảy. À, mà chú Bảy ơi. Ừ? Con thấy chỗ này của mình nó cũng an toàn rồi chú Bảy. À, mình đi bộ được rồi chú Bảy. À, đi bộ hả? Dạ. Bây giờ chú Bảy đi. Từ Bảy. Hả? Alo, toàn đội chuẩn bị, yêu nhân sắp ra tới, đề nghị kêu một chiếc taxi. Nghe lệnh. Thấy chưa? Cô thấy chưa? Nghề nghiệp của con lúc nào cũng phải là chỉnh chu. Mình phải chuẩn. Con nói chuyện với ai mà trong nách con vậy? Tivi nó làm vậy con làm cho nó hoành tráng thôi. Dạ, thôi con mời chú Bảy. Đi. Mình cứ... Ê, mọi người ơi, cướp con vũ khí. Cướp con vũ khí. Chú Bảy, lên chú Bảy. Lên chú Bảy. Cái gì vậy? Cướp con vũ khí. Cướp con vũ khí. Cướp con vũ khí. Con bảo vệ chú mà. Không có. Chú Bảy, con nghe chưa? Tiểu nhân ở đằng sau lưng, đâu đâm trước mặt. Bảy lên đi. Ủa, con làm vệ sĩ cho chú mà. Cướp kìa, ra diện cướp đi. Con bảo vệ phía sau. Bây giờ sao, ổn định đội hình chưa? Có bao nhiêu tiền bạc đưa hết rồi đây? Dạ, anh cướp ơi. Em đi giao dịch nông nghiệp á, có khoảng chừng 6 tỷ trong này à. Thôi đừng lấy của em nghèo lắm. À, 6 tỷ không à? Dạ. À, đưa nó đây. Cướp cái vũ khí. Cướp cái vũ khí. Anh em toàn lực, mình phải chuẩn bị toàn lực lượng của mình. Cướp cái vũ khí. Rồi, bây giờ hai người hội ý xong chưa? Dạ chưa nói tiếng nào luôn á. Dạ, để cho em hỏi. Bước lên đây đi. Hội ý hai người bước lên đây. Rồi nói gì tôi nghe với coi. Con ơi. Dạ. Ấy thôi bây giờ con không biết võ nghệ gì á. Thôi để chú Bảy đưa 6 tỷ cho người ta để bảo toàn tính mạng hai chú cháu mình nghe con. Không có được. Hả? 6 tỷ đâu phải ít ổi gì đâu mà chú Bảy. Vậy con lên ứng phó cho chú đi. Để lên. Đây là lúc con nâng cao tinh thần nghề nghiệp. Được rồi. Sao? Chú Bảy để con. Anh cứ bài. Cái gì? Nói chung là sao? Bây giờ mình nói chung là mình phải có cái sự công bằng với nhau. Công bằng sao? Ví dụ như là tôi không có vũ khí thì anh cũng phải nên bỏ vũ khí xuống, mình nói chuyện tay đôi với nhau được không? Ừ. À, không có gì hết. Không có gì hết, không có gì hết. Đúng là co gì? Đúng rồi. À, kìa. Đây, cũng quên. Cái gì á? Chân. Đưa cái nấu giáo cho giặt đâu được. Rồi. À, nhưng mà khoan cái nữa. Tại vì anh là ăn cướp, tôi đâu biết, nhiều khi anh cầm dao, bên cạnh đó anh còn lận theo súng ống phía sau rồi sao? À, giờ xét hả con? Xét đi. Anh cướp rồi, cho cháu tôi làm vệ sĩ. Xét đi. Rồi, tôi xét nha, tôi phải xét cái mới được. Ok. Chú Bảy. Ô mày tha nó đi. Tha hả? Ừ. Rồi thôi nãy anh tha đó. Mệt quá. Vệ sĩ thấy ghê luôn. Mày thuộc lầu sĩ chứ vệ sĩ gì? À, mấy chú lớn rồi mấy chú chơi kỳ vừa phải rồi chứ. Kỳ cái gì? Hả? Cái này là tao đã sắp sẵn một màn kịch với chú Sáu của mày đó. Ừ. Nha, để cho mày một bài học đó. Đúng rồi. Đó, chú Sáu, dạy nó đi chú Sáu. Chú nghe chú Bảy cò nói là lúc đầu con lên con ở chung với chú Bảy là con phải xác định cái nghề nào là con thích, cái nào là con phải quyết tâm con theo nghề đó. Ừ. Chứ con đừng có học cái nghề nào cũng không có tới nơi tới chốn. Thì tự nhiên đang học cái nghề xíu xe cái nhảy qua thích rồi làm vệ sĩ. Ừ. Mà làm không tới nơi tới chốn. Mà con nên nhớ về mình phải làm cái nghề nào á nó phù hợp với cái năng lực với sở trường của mình. Ừ. Hiểu không? Đừng có đứng núi này trong núi nọ. Rồi mai mốt con không có cái nghề nào ra hồn ra vía để mà lo bản thân, rồi còn mai mốt có gia đình phải lo cho gia đình nữa. Dạ. Nghe chú Sáu nói chưa?
Mình chọn cái nghề nào đúng thực lực của mình để mình mưu sinh thôi. Thấy không? Mơ mộng hão huyền chi cái nghề mà mình không phù hợp với năng lực của mình. Đó. Nó mất thời gian mà mai mốt rồi nó ảnh hưởng tới tính mạng của con nữa kìa. Đó. Đâu phải cái nghề vệ sĩ là cái nghề dễ làm đâu. Trời ơi, nguy hiểm. Biết lỗi chưa? Dạ biết. Xin lỗi sao, lỗi chú Bảy. Con cũng vì ham hố chút xíu nên mới gặp sự cố. Thì thôi, con hứa chú Sáu Bảy mai tiếp tục quay về học sửa xe. Đó, quay lại nha. Dạ. Nói là nhớ nghe chưa? Dạ. Đi về. Dạ, đi về. Dạ, cảm ơn anh Sáu tướng cướp. Từng đấm từng cạo biết bao nhiêu người ra máu. Trời đất ơi, gì ghê vậy? Tất cả công việc ở đây là ai cũng biết đó hết. Đúng. Ừ, ghê quá à. Trời ơi, còn nó nè. Nó này nó ho một cái là ai cũng...